Siêu sao PSG hé lộ bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Theo tờ Goal tiết lộ, tiền đạo hiện đang chơi cho PSG là Neymar mới đây đã nhận được nhiều lời mời từ phía các đội bóng lớn ở xứ sở sương mù. Cụ thể, các ông lớn như Liverpool, Manchester United hay Manchester City được cho là đã có những động thái hỏi mua siêu sao người Brazil. Đặc biệt, Chelsea của Todd Boehly cũng tham gia thương vụ này và có vẻ như vị chủ tịch người Mỹ đang tỏ ra sốt sắng hơn cả so với những người đồng nghiệp ở các đội bóng khác. Chủ tịch của The Blues có tham vọng rất lớn trong việc biến Chelsea trở thành một thế lực thực sự của bóng đá châu Âu ngay mùa giải năm sau. Tham gia cuộc đua giành chữ ký của Neymar còn có sự xuất hiện bất ngờ của Newcastle, vị đại gia mới nổi của bóng đá xứ sở sương mù. Được biết, người đại diện của Neymar đã có những cuộc gặp với đại diện của những đội bóng như Chelsea, Manchester United hay Liverpool nhằm thảo luận về tương lai của anh. Dự kiến trong thời gian tới, bến đỗ của Neymar sẽ là một chủ đề cực kỳ nóng bỏng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!